Thuở quá khứ Phật tu các hạnh, muốn khiến chúng sinh tiêu chướng nặng. Chủ địa thần phổ tán chúng bảo, thấy giải thoát này sinh hoan hỷ. Thuở quá khứ Phật tu các hạnh, Phật là vì chúng sinh mà tu hành. Vì Phật thấy nghiệp chướng của chúng sinh quá nặng, cho nên thuở xưa Phật tu đủ thứ hạnh môn để cứu độ chúng sinh, khiến cho chúng sinh tiêu trừ nghiệp chướng mà được giải thoát. Muốn khiến chúng sinh tiêu chướng nặng, chúng sinh chẳng biết cách để tiêu trừ nghiệp chướng nặng, nhưng Phật từ bi giúp chúng sinh tiêu trừ nghiệp chướng, đắc được thanh tịnh. Chủ địa thần phổ tán chúng bảo, vị chủ địa thần phổ tán chúng bảo nhìn thấy được cảnh giới này của Phật, thấy giải thoát này sinh hoan hỷ. Vị chủ địa thần này thấy được môn giải thoát này, tâm đại hoan hỷ. Cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé, niệm niệm hiện khắp trong thế gian. Chủ địa thần định mục quán thời, thấy Phật tu hành tâm vui mừng. Cảnh giới Như Lai chẳng bờ mé, cảnh giới của Như Lai tu chẳng có bờ mé. Niệm niệm hiện khắp trong thế gian, Phật ở trong niệm niệm, nghĩ nhớ chúng sinh, cho nên hiện khắp trong mười phương thế giới. Chủ địa thần tịnh mục quán thời, vì chủ địa thần tịnh mục quán thời đã được cảnh giới của Phật, thấy Phật tu hành tâm vui mừng. Ngài thấy được hạnh môn của Phật tu hành trong quá khứ và pháp môn hiện tại giáo hóa chúng sinh, nên trong tâm rất hoan hỷ vui mừng. Diệu âm vô hạn không nghĩ bàn, khắp vì chúng sinh diệt phiền não. Kim sắc nhãn thần tỏ ngộ được, thấy Phật vô biên thắng công đức. Diệu âm vô hạn không nghĩ bàn, Phật diễn nói âm thanh vi diệu chẳng có hạn lượng, không thể nghĩ bàn. Khắp vì chúng sinh diệt phiền não, diệu âm của Phật nói là vì tiêu diệt phiền não chướng của chúng sinh. Kim sắc nhãn thần tỏ ngộ được, vị chủ địa thần kim sắc diệu nhãn tỏ ngộ được đạo lý này, thấy Phật vô biên thắng công đức. Ngài thấy được vô lượng vô biên công đức thù thắng của Phật. Hết thảy hình sắc đều hóa hiện, mười phương pháp giới đều sung mãn, hương màu phát quang thường thấy Phật, như thế hóa khắp các chúng sinh. Hết thảy hình sắc đều hóa hiện, hết thảy tất cả chúng sinh có hình có sắc, Phật đều tùy theo loài mà hóa hiện để giáo hóa họ. Mười phương pháp giới đều sung mãn, chẳng những Phật hóa hiện trong một thế giới, mà còn hóa hiện trong mười phương pháp giới, do đó mà hoàn toàn sung mãn khắp pháp giới. Hương mao phát quang thường thấy Phật, phàm là ngũ cốc và hoa quả lớn lên ở trên đất đều có hương thơm. Vị chủ địa thần hương mao phát quang này luôn luôn thấy được cảnh giới này của Phật, như thế hóa khắp các chúng sinh. Phật đại từ đại bi giáo hóa khắp tất cả chúng sinh, chẳng những giáo hóa chúng sinh hữu tình, mà còn giáo hóa chúng sinh vô tình. Diệu âm khắp cùng trong mười phương, trong vô lượng kiếp vì chúng nói, duyệt ý địa thần tâm thấu đạt, nghe được lời Phật rất kính vui. Diệu âm khắp cùng trong mười phương, âm thanh vi diệu của Phật nói vang khắp cùng trong mười phương, trong vô lượng kiếp vì chúng nói, diệu âm của Phật vang khắp mười phương. Thời gian nói pháp dọc cùng tam tế, trong vô lượng kiếp đều vì chúng sinh nói diệu pháp. Duyệt ý địa thần tâm thấu đạt, vì chủ địa thần tịch âm duyệt ý, trong tâm của Ngài thấu đạt được cảnh giới này. Nghe được lời Phật rất kính vui, ở chỗ Đức Phật nghe được diệu pháp này, nên Ngài cung kính hoan hỷ rất thâm sâu. Lỗ lông Phật sinh mây hương diễm, tùy tâm chúng sinh khắp thế gian, hết thảy thấy được đều thành thục, môn này hoa toàn quán sát được. Lỗ lông Phật sinh mây hương diễm, trong mỗi lỗ lông của Phật đều sinh ra mây hương diễm. Tùy tâm chúng sinh khắp thế gian, tùy thuận tâm của chúng sinh mà đi khắp thế gian, hết thảy thấy được đều thành thục, khiến cho tất cả chúng sinh thấy được cảnh giới của Phật thì căn lành đều thành thục, môn này hoa toàn quán sát được. Vị chủ địa thần diệu hoa toàn kế quán sát minh bạch được đạo lý này. Cứng chắc khó hoại như kim cang, không thể khuynh động như tu di. Thần Phật như thế nơi thế gian, phổ trì thấy được sinh hoan hỷ. Cứng chắc khó hoại như kim cang, thần Phật cứng chắc không thể hoại như chất kim cang. Thần Phật tại sao cứng chắc như thế? Vì Phật tu hạnh môn đại từ đại bi, tu từ tâm tam muội, cho nên mới được thân cứng chắc bất hoại.
Phật còn phát tâm hộ pháp cho nên thành tựu thân kim cang bất hoại, vì hộ trì chánh pháp, giữ gìn giới luật, tu oai nghi, tay cầm đao kiếm cung tên để bảo hộ cho tỳ kheo giữ giới thanh tịnh. Thuở xưa có vị tỳ kheo giác đức giữ giới thanh tịnh, ngài đi đứng nằm ngồi bốn đại oai nghi đều rất trang nghiêm, song có những vị tỳ kheo chẳng giữ giới luật, phản đối ngài, khinh khi ngài. Ông vua đương thời tên là Hữu Đức hộ pháp cho ngài. Ông vua đó và những vị tỳ kheo không giữ giới luật đánh với nhau, bất hạnh bị đánh trọng thương. Tỳ kheo giác đức rất khen ngợi ông vua. Ông vua nghe pháp rồi thì qua đời. Vị vua đó vì hộ pháp có công đức cho nên sau khi chết đi được sinh về thế giới Đông Phương, cõi của Đức Phật A-xúc Bệ, làm đại đệ tử thứ hai của Phật A-xúc Bệ, do đó đủ biết công đức hộ pháp lớn hơn người bị hộ, không thể khuynh động như Tu Di. Thân kim cang của Phật giống như núi Tu Di, không thể nào lay động được. Thân Phật như thế nơi thế gian, thân Phật giống như núi Tu Di ở nơi thế gian, rất an ổn vững chắc. Phổ trì thấy được sinh hoan hỷ. Vị chủ địa thần kim cang phổ trì thấy được cảnh giới này của Phật nên sinh tâm đại hoan hỷ. Lại nữa, chủ thành thần bảo phong quang diệu được môn giải thoát, phương tiện lợi ích chúng sinh. Đạo lý ở trên nói chưa hết nên tiếp tục nói. Vị chủ thành thần bảo phong quang diệu, đỉnh núi bảy báu của ngài phóng ra quang minh rất sáng, chiếu soi khắp mười phương thế giới. Ngài là người quản lý thành quách, hay phá tan mùi hôi hám tất cả phiền não ở trong thành, khiến cho sinh ra mùi hương thơm tất cả trí huệ, làm cho chúng sinh ở trong thành đều đắc được giải thoát. Ngài dùng đủ thứ phương tiện pháp môn để lợi ích chúng sinh, ngài đắc được môn giải thoát này. Chủ thành thần diệu nghiêm cùng điện được môn giải thoát, biết căn tánh của chúng sinh, giáo hóa khiến cho họ thành thục. Vị chủ thành thần diệu nghiêm cung điện hay khiến cho tất cả cung điện đều tốt đẹp trang nghiêm, ngài biết căn tánh của mỗi chúng sinh, bất cứ là chúng sinh căn lành sâu dày hay là chúng sinh căn lòng